Xin chào các bạn. Và hôm nay chúng ta hãy đến với chuyên mục âm thanh xe hơi. Và đứng ở trước mặt chúng ta đây chính là chiếc Caliva đời 2021. Và chiếc xe này là một chiếc xe cực kỳ hot ở thời điểm vừa rồi. Và chúng tôi đã làm đến chiếc này là cũng vài chiếc lên âm thanh rồi. Và hôm nay chúng ta hãy đi tìm hiểu tại sao một chiếc Caliva sản xuất năm 2021 có dàn loa Bow 12 loa rồi nhưng vẫn chưa thỏa mãn được tính yêu âm nhạc và chưa thỏa mãn được chiếc tai của chủ xe. Thế vậy chúng ta hãy đi tìm hiểu lý do tại sao nhé. Bây giờ trước mặt chúng ta ở đây, các bạn có thể nhìn thấy ngay, tôi vừa tháo chiếc loa Bow nguyên bản. Đây ạ, các bạn có thể nhìn thấy rất rõ đây ạ. Hyundai Kia Bow Made in Mexico. Nhưng chiếc loa này nhẹ hều luôn, nhìn thì cũng rất là chắc chắn. Nhưng nếu chúng ta chỉ cần cầm một chiếc loa độ lên thì đâu đó một bên 3 và một bên 10. Thế thì chất lượng âm thanh ra sẽ chưa được hoàn hảo. Mặc dù được Bow thiết kế âm ly dẫn ra đến bên ngoài rồi, nhưng mà tí nữa chúng ta sẽ lên nghe thử ngay và chúng ta sẽ nhận biết được là loa có tốt và âm ly có tốt hay không. Hiện tại xe là thiết kế là 12 loa. Thì tôi đã sắp xếp một dàn âm thanh mới, gồm một đầu đọc Alpine, một chiếc sub GL của Mỹ và toàn bộ hệ thống âm ly và bộ xử lý tín hiệu là Made in Italia. Made in Italia luôn các bạn nhé. Tất cả đều Made in Italia, có ghi rõ luôn ở đây. Và toàn bộ hệ thống loa thì sẽ thay vì là 12 loa thì chúng ta xem là có bao nhiêu ạ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. 10 là 14 và lên đây đó là 15 loa. Tổng thể chúng ta sẽ lên 15 loa cho chiếc xe này với những thiết bị ở trên này. Và bây giờ chúng ta sẽ vào trong xe để nghe bộ âm thanh nguyên bản trên cùng một bài hát. Sau đó, sau khoảng tầm 3 ngày thi công thì tôi sẽ vẫn là bật bài đó và nghe trên bộ âm thanh mới. Các bạn nhớ đeo thêm tai nghe vào nữa thì sẽ thấy sự khác biệt. Tại vì khi ta quay video clip thì cái âm thanh nó ra nó không được chuẩn. Nhưng mà tôi sẽ cố gắng hết sức là dùng những bộ mic để đưa vào âm thanh cho bạn, để bạn phân biệt được rõ giữa bộ nguyên bản và bộ sẽ độ lên. Xin mời các bạn. Tất cả các quy trình các bạn nhớ nhé, là tôi sẽ có update ở trong hình ảnh video clip ở dưới. Và đây các bạn xem nhé. Ta sẽ nghe thử xem là chiếc loa này khi mà chúng ta bật lên thì đến lúc mà đoạn nó bị vỡ tiếng thì chúng ta sẽ nghe như thế nào nhé. Đấy, các bạn để nghe đến tiếng xè. Khi ta bật nhỏ thì tiếng không được trong và sắc nét. Nhưng khi ta bật để to, để vừa đủ nghe thì tiếng nó bị vỡ, vỡ tiếng, tức là nó không được tròn tiếng nữa, không được trong trẻo nữa và nghe các tiếng nó không được chi tiết. Ví dụ những cái tiếng mà như guitar, piano hoặc là những cái tiếng mà sắc nét để chi tiết lại tất cả âm thanh thì gần như nó rất là mờ. Thế thì tại sao lý do mà 12 loa Bow và vẫn chưa thỏa đáng được? Tại vì là nó thỏa đáng, chỉ thỏa đáng cho những người mới biết nghe nhạc hoặc là nghe cảm thấy là đủ. Nhưng đối với những người mà người ta có những cái đôi tai thật sự tốt, những đôi tai vàng nữa thì người ta cần những bộ âm thanh để thỏa mãn cho người ta. Thì tôi và team Long Thịnh sẽ phục vụ các bạn tới được điểm đó. Và các bạn đợi thêm khoảng 3 ngày sau khi clip này thì chúng tôi sẽ cho ra một sản phẩm hoàn thiện. Xin cảm ơn các bạn. Hẹn các bạn 3 ngày nữa nha.